Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ các chính sách hỗ trợ các nghề dệt vải, nhuộm tràm, thêu may trang phục và các làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào dân tộc Lào đã được gìn giữ và phát huy hiệu quả. Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Bản Lang, huyện Phong Thổ tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của xã vùng biên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ những thiệt hại nặng nề qua cơn bão số 3, kết luận tại hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3 diễn ra vào sáng ngày hôm qua ngày 28 tháng 9 với các bộ ngành và 26 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này. Sự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh. Trước những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản từ cơn bão số 3, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ, nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, huy động tổng lực mọi lực lượng, phương tiện, triển khai công tác ứng phó bão số 3 với tinh thần chủ động phòng ngừa ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 công điện, họp trực tiếp và triển khai các đoàn công tác trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Theo đó, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ trung ương tới cơ sở, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, người dân cơ bản đã được hỗ trợ kịp thời về lương thực, thực phẩm, chỗ ở tạm. Đến nay, khoảng 80-90% trong tổng số trên 277.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại do bão đã cơ bản được khắc phục. Gần 4.800 hộ bị sập đổ nhà đã được bố trí chỗ ở tạm, chờ tái định cư và xây dựng lại nhà. Hệ thống điện, nước, viễn thông cơ bản đã được khôi phục. Các tuyến giao thông được khắc phục thông xe. Các cơ sở y tế đã được khắc phục bước đầu, bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ cho người dân. Việc khôi phục sản xuất kinh doanh cũng đã được chính phủ các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai với nhiều nhóm giải pháp, đồng bộ, quyết liệt. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra là nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém để cùng rút kinh nghiệm, làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai. Cụ thể, công tác dự báo, cảnh báo phải kịp thời, chính xác, từ sớm, từ xa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát thực tiễn, quyết liệt, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm, tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. Đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhà nước, nhân dân lên trên hết, trước hết, để huy động mọi nguồn lực của nhà nước, xã hội. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ. Các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn căn cứ, sự chỉ đạo của các cấp để chủ động tích cực phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ, coi trọng công tác truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng chống và khắc phục hậu quả với thiên tai. Với mục tiêu không để nhân dân bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, các cháu học sinh phải được đến trường, bệnh nhân phải được khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh được khôi phục để đảm bảo tăng trưởng, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện tốt nghị quyết số 143 của Chính phủ. Trong đó, lưu ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Tài chính đề xuất kinh phí hỗ trợ các địa phương phù hợp, công bằng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục các hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông bị hư hỏng, nhất là trường học, trạm y tế, bệnh viện phải hoàn thành ngay trong tháng 10. Với các gia đình bị mất nhà cửa, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm nay phải xây dựng xong, với tinh thần ba cứng, vách cứng, mái cứng, nền cứng. Riêng với cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tỉnh Phú Thọ xây dựng hoàn thành chậm nhất trong năm 2025.
Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện tốt công tác sơ kết, đề xuất thi đua khen thưởng những điển hình tiên tiến, những người hy sinh, những cá nhân tập thể có thành tích trong tham gia công tác phòng chống và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp làm không tốt công tác phòng chống thiên tai, các trường hợp lợi dụng tình hình mưa bão để trục lợi. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Uyên vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết số 15 của tỉnh ủy Lai Châu và ra mắt mô hình Hội Nàng Sâu Họ Sàng, tiên phong xóa bỏ hủ tục lạc hậu tại xã Hố Mít. Tại buổi tuyên truyền, bà con nhân dân và các em học sinh xã Hố Mít đã được đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Uyên thông tin về nghị quyết số 15 của tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030. Sau đó, được tham gia các hoạt động vui chơi, đuổi hình bắt chữ, tuyên truyền xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Buổi tuyên truyền nhằm vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn, xây dựng và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Cũng tại buổi tuyên truyền đã ra mắt mô hình Hội Nàng Sâu Họ Sàng tiên phong xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Các thành viên tham gia mô hình đã ký kết với nội dung không tổ chức cho con em kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, không cả con cho anh em trong dòng họ có người cùng huyết thống trong phạm vi ba đời, thực hiện nghiêm việc đưa người nhà bị ốm đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, không làm lễ cúng để chữa bệnh, đảm bảo cho các con được đến trường đúng độ tuổi, không cho con em nghỉ học giữa chừng. Hôm qua ngày 28 tháng 9, Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Khỏe Người Cao Tuổi lần thứ 20 năm 2024. Hội Khỏe thu hút hơn 120 vận động viên là người cao tuổi đến từ 6 đoàn thuộc Hội Người Cao Tuổi tỉnh, các huyện, thành phố. Hội Khỏe lần này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2024. Qua đó đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Động viên người cao tuổi trên địa bàn tham gia tập luyện thể dục thể thao hướng tới mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội. Hội Khỏe là dịp để người cao tuổi trong toàn tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng luyện tập, thi đấu, đạt kết quả cao. Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu theo hình thức chia bảng, các môn, gồm bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa đã tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội Khỏe. Thưa quý vị, dân tộc Lào là một trong 20 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, cư trú chủ yếu ở các huyện Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ. Thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực hỗ trợ bà con dân tộc Lào gìn giữ và phát huy nghề dệt vải, nhuộm chàm, thêu may trang phục và các làn điệu dân ca truyền thống. Những kết quả trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Lào của cấp ủy, chính quyền các cấp là một minh chứng điển hình, sinh động và rõ ràng cho sự quan tâm, chăm lo, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Lào. Phóng sự sau đây sẽ giới thiệu nội dung, mời quý vị cùng theo dõi. Tân Uyên là vùng đất hội tụ các giá trị văn hóa đặc sắc của 10 trên 20 dân tộc ở Lai Châu. Đặc biệt nơi đây có cộng đồng người Lào sinh sống, chủ yếu ở 4 bản: Hào Nghè, Phiêng Tâm, Nậm Cung, Nậm So của xã Mường Qua, với 495 hộ, hơn 2.370 nhân khẩu, chiếm 32,2% dân số toàn xã. Những năm qua, huyện Tân Uyên đã đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là bản sắc trang phục, nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Lào. Đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin của huyện tổ chức các lớp truyền dạy trang phục và truyền dạy các nét đẹp về các làn điệu dân ca của dân tộc Lào. Và nội dung nữa là chúng tôi đã cử các đội múa của xã tham gia các hoạt động văn hóa thể dục thể thao do tỉnh và huyện là tổ chức, phối hợp với các đơn vị trường học để đưa vào giảng dạy những tiết chào cờ đầu tuần. Thì từ đó thì cũng đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm của đồng bào nói chung và các cháu học sinh thì cũng nắm được là về cái bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc mình. Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Lào gắn với phát triển du lịch. Từ cuối năm 2023, huyện đã phối hợp mở một lớp truyền dạy kỹ thuật tạo hình, dệt may trang phục và một lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian, truyền thống dân tộc Lào, với tổng số 73 học viên là người dân tộc Lào. Sau khi được các nghệ nhân trực tiếp truyền dạy, các học viên có thể tự làm một bộ trang phục truyền thống và có khả năng trình diễn, múa hát các làn điệu dân ca, giao duyên dân tộc mình.
Tôi cũng rất thích những cái bộ trang phục của chúng tôi rất sặc sỡ, vâng, rất đẹp so với các trang phục của dân tộc khác. Vâng, tôi cũng là một người thành viên nằm trong đội văn nghệ của bản Hào Nghè từ trước tới nay. Thì qua cái lớp truyền dạy này thì cũng giúp cho chúng tôi là nắm bắt được những cái kiến thức, những giai điệu hát, rồi là những cái điệu múa của dân tộc chúng tôi. Vâng, để góp phần cho chúng tôi lưu giữ lại và phát huy đến con cháu sau này. Truyền dạy này, động tác múa này, giai điệu hát này, từ cái bài hát này. Đấy. Nên là bài hát thì tự sáng tác hay là từ trang phục, quần áo, khăn. Quá trình học thì học viên thì bây giờ cũng gọi là học được, hát đẹp, múa đẹp. Để sau này học viên thì lại truyền lại để các em sau này và các cháu sau này. Trải qua bao thế hệ, người Lào ở Tân Uyên vẫn lưu giữ và phát huy được bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, như xe sợi, thêu, dệt áo, váy, các làn điệu dân ca, tín ngưỡng cúng bản, ẩm thực và các trò chơi truyền thống. Ngày nay, khi xã hội đang ngày một phát triển, nhiều nét văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung, dân tộc Lào nói riêng có xu hướng mai một, phai mờ. Trước bối cảnh đó, cấp ủy chính quyền các cấp đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới xây dựng vùng đất sinh sống của đồng bào các dân tộc, đậm đà bản sắc. Qua các lớp truyền dạy đối với dân tộc Lào nói riêng và các dân tộc, chúng tôi thấy rằng là có một cái sức lan tỏa rất tốt trong cộng đồng dân cư. Và đây cũng là một cái điểm sáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành phối hợp với lại phòng giáo dục đào tạo đưa cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này vào trong các trường học để cho các cháu học sinh biết được cái nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Chúng tôi đã chỉ đạo phòng văn hóa thông tin và các ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn cho rà soát lại, có kế hoạch để tổ chức các lớp đăng ký với tỉnh, ví dụ như là những cái lớp đối với lại dân tộc Khơ Mú, ví dụ dân tộc Giấy, dân tộc Mông, mà chúng tôi thấy rằng là đó là những cái tiềm năng mà những cái bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc cần được phát huy và gìn giữ. Nỗ lực hỗ trợ bà con dân tộc Lào giữ gìn, bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống đã và đang thiết thực cụ thể hóa nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây cũng là cơ hội để đồng bào các dân tộc thực hành các giá trị văn hóa, góp thêm minh chứng không thể phủ nhận cho việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, huyện Phong Thổ đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, qua đó khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, tạo nguồn thu nhập, làm giàu cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Thông qua hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của huyện mà từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Phong Thổ đã giải quyết việc làm cho 1.580 lao động, vượt 28,46% kế hoạch. Trong đó, 85 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt 70% kế hoạch. Giải quyết việc làm thông qua vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho 82 lao động với số tiền trên 5 tỷ 500 triệu đồng. Triển khai tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến nay đã mở được 10 lớp bằng 310 học viên tham gia. Qua đó, thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn huyện Phong Thổ ngày càng được cải thiện. Tính đến nay, toàn tỉnh đã sưu tầm được thêm 634 hiện vật, bao gồm các hiện vật văn hóa, vật thể đại diện cho nhiều dân tộc khác nhau. Những hiện vật này là minh chứng sống động về các hoạt động sinh hoạt, phong tục, tập quán và nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Lai Châu, như dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Giao và nhiều dân tộc khác. Ngoài ra, tỉnh còn tiếp nhận 308 hiện vật khoáng sản địa chất từ Liên đoàn Bản đồ Địa chất và Cục Địa chất Việt Nam bàn giao, góp phần làm phong phú thêm kho hiện vật tại tỉnh. Với số lượng hiện có trên 35.850 hiện vật, tỉnh Lai Châu đang xây dựng một kho tàng văn hóa đa dạng và phong phú, giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Những hiện vật này không chỉ là di sản của quá khứ, còn là cầu nối giữa hiện tại và tương lai, giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu hơn về nguồn gốc và văn hóa của quê hương.
Phát huy thành tích đạt được ở những năm học trước, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Bản Lang, huyện Phong Thổ đã và đang tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, học tập. Qua đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm học 2024-2025, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của xã vùng biên. Năm học 2024-2025, nhà trường có 62 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, 33 lớp, 980 học sinh. Trong đó có 21 lớp bậc tiểu học với 526 học sinh, 12 lớp bậc trung học cơ sở, 454 học sinh. Để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn tiêu chí, trường chuẩn quốc gia, phấn đấu nâng cao các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng giáo dục. Ngay từ đầu năm học, nhà trường chỉ đạo đội ngũ cán bộ giáo viên tích cực đổi mới, áp dụng phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, đặc biệt là khối lớp 5, lớp 9 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để nâng cao chất lượng học sinh của lớp, cũng như là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương thì tôi luôn luôn là không ngừng học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như là học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để trau dồi kiến thức và thay đổi các biện pháp dạy học cho phù hợp, linh hoạt với học sinh ạ, để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức nhất ạ. Cùng với đó, nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dạy học, chú trọng tăng cường kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, kịp thời đưa ra những phương pháp dạy học phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch phân công giáo viên dạy tăng cường cho các lớp đang thiếu giáo viên bộ môn lịch sử, tiếng Anh, giáo dục công dân. Hiện nay cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường, có 8 phòng bộ môn theo quy định thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, phòng học môn tiếng Anh, tin học, nghệ thuật. 100% các lớp học đều có máy chiếu, 100% học sinh được sử dụng máy vi tính ở phòng tin học. Ngay đầu năm học thì nhà trường cũng đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn cũng như bồi dưỡng chính trị hè do phòng giáo dục đào tạo tổ chức cũng như là huyện tổ chức, tham gia đầy đủ và hiệu quả. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phân công, phân nhiệm các đồng chí cán bộ giáo viên theo đúng sở trường năng lực của mình để đảm bảo cho công tác giáo dục được phát triển và đảm bảo theo chương trình 2018. Song song với đó, nhà trường quan tâm làm tốt công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú, khuyến khích học sinh tích cực rèn luyện học tập để thành người có ích cho xã hội, cho quê hương đất nước. Em rất thích đến trường được học những kiến thức mới và gặp bạn bè nên rất vui. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi và ngoan ngoãn nghe lời thầy cô để đạt được học sinh giỏi ạ. Khi ở trong lớp thì chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài và về nhà thì làm bài tập đầy đủ trong sách giáo khoa và học tham khảo trong sách giáo khoa để làm bài đầy đủ hơn ạ. Mục tiêu của em là học để đạt chuẩn được học sinh giỏi ạ. Với sự đoàn kết, nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong trường và các em học sinh là động lực quan trọng để trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Bản Lang quyết tâm gặt hái được nhiều thành tích trong năm học mới. Có nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện, qua đó góp phần tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số tương lai, góp sức xây dựng vùng biên phát triển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.